xong thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được con quái vật Hero Team ET nè. Bây giờ bọn mình sẽ thử bỏ vô cái máy này để coi coi nó sẽ ra được cái món đồ gì nha. Mình hồi hộp quá mấy bạn ơi. Cái con này hơi bị lạ luôn á. Ok, bỏ vô thử nè. Bỏ vô. Ui, vô được không? Cái con này to quá à. Cái con này to quá, không biết nó có chui vô được không trời. Tôi không biết nữa. À được 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 được, nó chui vô được nha, chui vô được nha. Trời ơi, cái máy cưa của tôi là phải cưa được hết chứ. Đó, ok vô nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây xem thử coi nó ra được món đồ gì nha bạn nha. Mình sẽ chui đây mình đứng luôn để mình chờ cái món đồ ra. Trời hồi hộp quá, để coi nó ra được cái gì đây. Ủa, nó ra gì đây? Block màu xanh dương, block màu vàng. Ủa, cái này là gì vậy? À, nó ra được màu sắc của Hero Team mấy bạn ơi. Rồi nó ra thêm. Ui trời, có mấy cái bộ xương nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi, mấy chục bộ xương. Ui, rồi trái tim. Ủa sao có đến tận 3 trái tim luôn vậy? Cái gì ghê vậy? Trời ơi, để tôi lập vô coi. Cái vật này to mà. Ok, để coi còn gì nữa không ta, để xem thử coi. Wow, cái con này là nó hơi bị đặc biệt nha bạn nha, bởi vì nó là Hero Team kết hợp lại với nhau, cho nên là nó có rất là nhiều đồ luôn. Từ từ để coi xem coi còn gì nữa nè. Ô, ui, có thêm có cái gì đây? À, cái đầu xương mấy bạn ơi. Trời ơi, để tôi lượm vô nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tổng kết lại coi nó có cái gì nha, để xem coi. Đầu tiên á là nó có những khối len màu của Hero Team nữa bạn. Nói chung là ở đây là có tất cả màu sắc của Hero Team luôn nè các bạn ơi. Đó, rồi sau đó là nó có được thêm 3 trái tim luôn nha các bạn nha. Ừ đúng rồi, bởi vì cái con này có đến tận 3 cái đầu nên là có 3 trái tim. Ủa gì kỳ ta? Đáng lẽ là nó phải có đến tận 8 trái tim lận chứ, tại vì Hero Team có đến tận 8 người lận mà, đúng không các bạn? Trời ơi, cái con quái vật này là vậy là không phải là Hero Team rồi. Tiếp theo nữa là nó có đến tận 3 bộ xương luôn nha các bạn nha. Trời ơi, ghê thiệt sự luôn á. Ok, ba cái xương sườn nha. Và cái con này như bạn hồi nãy bạn thấy á, là nó có đến tận 3 cái đầu lận, cho nên nó có thêm 3 cái đầu xương nha bạn ơi. Ghê thiệt sự luôn á trời. Được rồi, ok. Nói chung là cái con này á, tôi thấy là nó không có cái gì gọi là quý giá hết trơn á, buồn thiệt sự. Ví dụ như Chainsawman thì có được cái con chó bạn, cái con chó mà có cái đầu mà có cái máy cưa mà... mình hơi bị thích cái con đó luôn. Còn cái con này không có gì hết trơn, tiếc thiệt sự. Rồi ok, thôi được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thêm một con quái vật tiếp theo để coi coi nó có gì nha các bạn nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi sẵn sàng đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi thôi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm con quái vật tiếp theo nha. Thì cái con quái vật này á, mình không biết nó là gì, nhưng mà ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều vũ khí luôn các bạn. Đây súng nè, đó, mình chuẩn bị rất là nhiều súng luôn, các bạn biết để làm gì không? Là bởi vì á là mình đã rút kinh nghiệm ở những con quái vật trước. Những con quái vật trước bọn nó quá mạnh mà dùng kiếm thì sẽ không đánh lại bọn nó, cho nên mình đã chuẩn bị rất là nhiều súng luôn à. Kỳ này sao thoát được? Thì đó, tôi phải chuẩn bị nhiều súng vậy mới đánh lại bọn nó chứ. Rồi ok, đi tiếp nè, để xem coi con quái vật tiếp theo bọn mình sẽ tiêu diệt là con gì đây. Rồi để coi coi. Ui gì vậy? Ui gì đây? Ui. Ủa? Áo xanh. Ủa sao con? Sao có khứa xanh đang nằm ngủ ở đây vậy bạn? Ủa chưa ở đây hả? Trời ơi bạn ơi, có khứa xanh đang nằm ngủ chưa ở đây đó bạn ơi. Mà khoan từ, không biết là bên trong người của khứa xanh có gì ha mọi người ơi, hay là bây giờ bọn mình thử cắt khứa xanh ra coi bên trong người khứa xanh có gì được không, nghe hơi ác không mọi người. đúng rồi ha, cái con này đâu phải là quái vật gì đâu, trừ khi nào mà nó đánh mình á thì may ra bọn mình mới phải tiêu diệt nó bạn ơi. Còn con này thì nó bình thường quá, đang nằm ngủ trưa mà tự nhiên mình đem đi cắt nó ra thì tội nghiệp quá bạn ạ. Ok thôi được rồi, vậy bây giờ mình sẽ kiếm con quái vật khác nha bạn nha. Ok. Hình như từ nãy giờ bọn mình ồn ào quá cho nên là khứa áo xanh tỉnh giấc rồi mấy bạn ơi. Ủa vậy? Trên người của khứa áo xanh xuất hiện gì vậy? Ui. Wow, cái gì vậy? Khứa áo xanh chạy nhanh dữ vậy trời. Ai cái gì? Ôi, khứa áo xanh tấn công bọn mình các bạn ơi. Trời ơi, cái khứa áo xanh này tấn công bọn mình các bạn ơi. Trời ơi trời. Ôi trời, vậy thì không được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta có cớ để đánh nhau với khứa áo xanh này các bạn ơi. Ok, mọi người tránh ra, mọi người tránh ra. Tôi có mang súng, mọi người yên tâm để tôi bắn nó. Mày. Ông bắn cho mọi người ơi, tôi bắn không được. Mày, ủa sao nó nhanh vậy? Tôi bắn không được mọi người ơi. Mày đâu rồi? Trời ơi, nó nhanh quá bạn ơi, xuống hết đạn mà không trúng được nó nữa. Ôi không sao đâu, không sao, yên tâm, tôi có mang theo AK. Ây da, nó bắn tôi nè, nó đánh tôi nè. Mày theo AK nè, bắn. Mọi người tránh ra, mọi người tránh ra, tôi bắn trúng mọi người bây giờ. Ây, cửa sạch. Hết đạn rồi. Mọi người tránh ra, mọi người đừng lại gần cửa sạch. Để tôi bắn. Rồi xong, Sammy bị tiêu diệt rồi bạn ơi. Ủa hình như là mình tiêu diệt Sam á bạn, tại vì khứa xanh chạy nhanh quá mình bắn trúng Sam mấy bạn ơi. Cái gì bắn tiêu diệt tôi vậy? Sammy tránh ra đẹp không mày à. Ôi mày à, ôi mày à, bây giờ trời ơi nó nhanh quá bạn ơi.
Mày ông ơi, sức mạnh ơi, chạy nhanh rồi mình không đòi lại được đâu, vậy nghiện cách khác đi Phong ơi, chịu rồi. Trời ơi, sức mạnh của Khứa Xanh là chạy nhanh, cho nên Khứa Xanh nhanh quá bạn ơi, mình không thể nào bắn trúng được Khứa Xanh luôn á. Trời ơi, cái tên Khứa Xanh này tức quá mà. Khứa Xanh đứng lại với ta, tức quá. A few moments later. Nếu như bây giờ không đánh được Khứa Xanh thì mình hẹn nghĩ ra một cái bẫy rồi đó để bắt Khứa Xanh lại. Cái tên Khứa Xanh này tức quá mà. Được, để Phong. Phong sẽ suy nghĩ, Phong vô trong làng, Phong kiếm coi trong ở trong cái ngôi làng này có gì giúp được mình không. Khoai tây được ta. Có gì vô toàn đồ ăn không ngà chứ có gì đâu. Hay là bây giờ mình lấy đồ ăn cho Khứa Xanh ăn xong, Khứa Xanh ăn xong no bụng quá chạy không nổi ra. Em tào lao thì vậy cũng nghĩ ra được hả? Từ từ để tôi kiếm, mọi người bình tĩnh. Từ từ để tôi suy nghĩ. Trong này có gì không? Có giáp ngựa làm gì trời, kim cương không cần luôn. Thôi nhưng mà lấy đi, kim cương lấy luôn. Ok, cái giáp có cái mũ sắt nè. Ok, tôi đội mũ, cái mũ sắt cho an toàn, nãy giờ Khứa Xanh đập vô đầu tôi mấy lần luôn rồi đó. Bạn nhờ anh hả? Mọi người tôi có ý này nè mọi người. Ở trong rương của dân làng có mấy cái mạng nhện nè. Bây giờ Khứa Xanh di chuyển rất là nhanh đúng không? Thì tại sao bây giờ chúng ta không đặt mạng nhện ra cho Khứa Xanh bị dính vô mạng nhện? Tại không mình sẽ bắt được. Hay nha. Cắt thì được nha. Trời ơi khôn như vậy. Trời ơi tôi mà tôi hơi bị thông minh luôn á. Ê mọi người ơi, Khứa Xanh đang nằm ngủ trên cây rồi mọi người. Trời ơi. Tôi nhìn ghét thiệt sự luôn á. Ok rồi, yên tâm, để tôi đặt bẫy xung quanh đây. Rồi tôi đặt xong rồi, tôi sẽ dụ Khứa Xanh tới đây. Yên tâm. Tôi cá chắc là Khứa Xanh sẽ không biết được rằng là cái bẫy của chúng ta đâu. Đây đặt ra là nhiều vô đó. Rồi ok. Rồi để tôi cầm súng tôi bắn vô Khứa Xanh nè các bạn coi nha. Bảo đảm với bạn luôn, mình vừa bắn Khứa Xanh là Khứa Xanh chạy một phát một luôn nữa bạn. Ok coi nè, 3, 2, 1. Ui. Chạy liền. Rồi ok. Mọi người tôi chạy nè, mọi người cứ bắn Khứa Xanh đi. Khứa Xanh chạy qua chạy lại thế nào cũng dướng vô tôi nhà nè. Bắn đi. Rồi. Khứa Xanh. Đây tôi đứng vô trong nè. Khứa Xanh. Có giỏi vô đây đi. Rồi. Dính vô mạng nhện đây nè bạn ơi. Rồi xong chết chưa? Nó dính vô mạng nhện xong nó nằm nó ngủ rồi mọi người. Thấy ghét không? Nó chọc quê mình kìa mọi người. Nhìn thấy ghét mọi người. Trời ơi con này. Mày từ từ mọi người tránh ra, để phòng. Cho nó một cái quả độc này cho nó chết queo luôn. Đây cho nó dính vô cái quả độc này chết queo luôn. Mày quá vậy. Giỡn mặt với bọn tôi hả? Đây tôi lụm được cái quả trứng của Khứa Xanh nè bạn ơi. Đây quả trứng của Khứa Xanh. Dạ ok, mình đã lấy được quả trứng của Khứa Xanh rồi nha bạn nha. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà cưa Khứa Xanh ha. Để coi trong người Khứa Xanh có gì nha bạn nha. Trời Khứa Xanh nè, coi bộ có gì đặc biệt lắm nha. Coi bộ cái này hơi bị đặc biệt luôn nè nha. Nhưng mà mới đầu á bạn, bọn mình không tính là tiêu diệt Khứa Xanh đâu. Tại vì Khứa Xanh đánh bọn mình cho nên bọn mình phải tiêu diệt đúng thôi. Đúng rồi, nhìn thấy ghét chưa không? Chứ không phải là bọn mình ghét Khứa Xanh hay gì đâu nha các bạn nha. Rồi ok, đi về thôi, let's go. Trời ơi bạn ơi, tôi mệt quá bạn ơi. Tính ra tiêu diệt cái tên Khứa Xanh này á, tôi mệt muốn chết luôn á. Tính ra tôi đang bị bệnh á bạn, mà tiêu diệt Khứa Xanh nè, tôi chạy mà tôi thở không nổi luôn nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đem Khứa Xanh này bỏ vô trong đây để coi Khứa Xanh sẽ bị gì nha. Bỏ vô nè. Khứa Xanh có gì bên trong? Tạm biệt Khứa Xanh nha. Này thì vô bê thân yêu. Này thì láo toét hả? Láo toét chám gọi là chiêu ngươi bọn ta hả? Đó, ok, đi vô. Rồi ok, đi vô rồi nè. Rồi ok. Bây giờ bọn mình sẽ qua bên đây xem coi Khứa Xanh sẽ ra được món đồ gì đây. Trời hồi hộp quá mấy bạn ơi. Không biết trong người Khứa Xanh có gì ta, để xem thử nha. Ra đi. Ủa, có gì đây? Cái quần xanh. Ủa, có cái quần mọi người ơi. Có cái quần nè. Có cái áo. Ui, có cái đôi giày màu vàng nè. Ủa, cái gì đây? Ui, vàng. Ủa, cái gì vậy? Ủa, dây chuyền Diễm Phương. Ủa, giàu vậy? Ủa, cái gì mà Khứa Xanh giàu dữ vậy bạn? Toàn là bóng vật không nè bạn ơi. Oh my god. Ủa, cái gì đây? Ủa, có hai con mắt nữa. Ủa, cần phải tách gọi là dữ thần nha. Ủa, có mấy cái gì sao giấy chuyện? Ủa, sao Khứa Xanh giàu dữ ta? Oh my god. Ôi, rồi còn có trái tim của Khứa Xanh nữa nè bạn. Trời ơi là trời. Hài thiệt luôn á. Ok rồi, để mình xem coi. Đầu tiên nha, trong người của Khứa Xanh là có, là tất nhiên là cái bộ đồ màu xanh của Khứa Xanh nè. Và một cái đôi giày bằng vàng của Khứa Xanh. Đây, để mình mặc vô luôn. Đó, mình sẽ mặc vô luôn nha bạn nha. Rồi, bắt Khứa Xanh nha mọi người. Đẹp trai không mọi người, đẹp trai không? Đó, ok. Ở đây chúng ta có thêm một trái tim của Khứa Xanh nữa nè. Và tiếp theo, để xem coi Khứa Xanh có gì đây. Ui, một cọng dây chuyền hình trái tim. Trời ơi, đã. Có thêm vàng nữa nè. Có thêm một cọng dây chuyền kim cương nữa. Trời ơi, rồi quá trời kim cương luôn. Oh my god. Rồi sắt nè. Rồi sau đó là thêm một cọng dây chuyền nữa. Rồi sau đó là hai con mắt của Khứa Xanh. Trời ơi, nó bò nết dữ vậy. Nó bò nết dữ vậy. Nó còn phải tắt vậy không trời.
Nhưng mà mọi người ơi, mọi người để ý đi, chúng ta đã có được đến tận 3 cọng dây chuyền quý báu luôn. Trời ơi, xịn thật sự. Cứ không ngờ là Khứa Xanh là giàu đến như vậy luôn mọi người. Chia 3 người, tụi mình 3 người chia 1 cộng đi. Ok, được rồi, để tôi chia, tôi công bằng lắm, để tôi chia cho. Đây, đầu tiên nha, bây giờ mình chia ra 3 ô đi. Ô này là ô của tôi nè, đó, ô này là ô của Sam nè, ô này ô của Sim nè. Rồi, đó, rồi, Phong 1 cộng dây chuyền kim cương nè, ok. Rồi, ô của Sam là được con mắt nè, ô của Sim được con mắt nè. Rồi, Phong 1 cộng dây chuyền nè, đó, rồi ô của Sam được cục sắt nè, ô của Sim được cục sắt nè. Của Phong được cộng dây chuyền nè, đó. Rồi, mình Sam quên, mình có nên gọi là quanh xong cục sắt nè. Rồi sau đó là còn mấy cục vàng thì là tôi lấy luôn nha, kim cương tôi lấy luôn nha. Ok, cảm ơn. Ông đi chơi, tôi đi với ông đưa chơi đồ gì kì ấy. Rồi tao lấy đó ông để giúp đỡ ông cho tôi như kiểu đồ thừa vậy. Xin lỗi, giỡn, đây, cho Sim 1 cái cộng dây chuyền kim cương đúng màu của Sim luôn. Đó, còn Sam thì tôi cho Sam cộng dây chuyền hình trái tim nè. Nhìn đẹp quá. Ok, nói chung á mọi người, là trong tập này á nha, là bọn mình á kiếm được nhiều đồ nhất là từ Khứa Xanh nha các bạn nha. Bọn mình kỳ này là bọn mình giàu rồi các bạn ơi. Yeah, quá đã luôn. Vậy là mình không cần phải giấu quỷ đen nữa, tại vì mình đã có tiền rồi. Ok bạn ơi, và nếu như các bạn nào mà muốn bọn mình sẽ cưa những con quái vật nào tiếp theo ở trong Minecraft, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ví dụ như là cưa cây ron chẳng hạn. Hay là cưa mèo Shmi ra. Thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết, thì mình sẽ cưa những con quái vật hoặc là bất cứ cái gì các bạn muốn ở trong Minecraft ra nha. Ok. Rồi, và mình nghĩ rằng video của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy, Simmy và tất cả các thành viên còn lại của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Còn vậy, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.